Tất cả quý Phật tử tăng ni cùng với chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả quý tăng ni và chư Phật tử, hôm nay tôi trở về đây giảng về thiền học cho tất cả tăng ni Phật tử nghe. Trước khi vào đề tài giảng thì chúng tôi có ít lời nhắc qua cho quý vị nhớ. Chúng tôi được lên ở tại chùa Ấn Quang này năm 1953, và chúng tôi rời chùa Ấn Quang này năm 1961. Tại sao chúng tôi rời chùa Ấn Quang? Lý do rất là đơn giản, vì năm ấy ở đây hai hòa thượng giám đốc và phó giám đốc giao trách nhiệm cho thầy Quyền Vi và tôi điều hành cái công tác ở đây, mà thầy Quyền Vi thì ông lại chuẩn bị đi Ấn Độ, thành ra mọi việc dồn mà tôi quá nhiều, vừa dạy vừa giảng, cho nên tôi bị đau phổi. Bởi đau phổi cho nên phải vào trong bệnh viện Đồn Đất nằm 3 tháng. Thì sau 3 tháng thì bác sĩ dạy phải tịnh dưỡng, không được làm việc nữa. Do đó mà tôi phải nghỉ. Nhưng mà khi nghỉ thì khi xưa trường ở đây, trường óc nó còn đơn sơ hơn. Mà tôi thì bệnh phổi, cho nên tôi nghĩ rằng ở trong chúng không tốt, tôi phải tìm chỗ ở để tịnh dưỡng cho bệnh nó được lành. Vì vậy mà tôi phải lên trên Bảo Lộc các cái thiền diệt am hay là thiền diệt thất ở đó trị bệnh. Như vậy thì tôi có mặt ở đây cũng ròm trè 10 năm. Thì như vậy thì Ấn Quang đối chúng tôi là một cái nơi rất là thiết thân. Thầy tổ chúng tôi ở đây, nhưng vì lý do bệnh mà chúng tôi phải rời để tịnh dưỡng. Đến năm 94 bệnh tôi được lành, thì chúng tôi phải lãnh trách nhiệm với quý thầy Bửu Huệ Thiền Tông coi cái Phật Học viện Huệ Nghiêm 3 năm. Thì sau 3 năm đó tôi mới xin phép được lên núi Vũng Tàu cách thất tu đó. Như vậy thì đối với chúng tôi, có những lý do gì mà thầy tổ của mình tu tịnh độ, tôi lại chạy tu thiền? Nó không có đi theo cái đường của thầy tổ. Thì đây tôi kể cho quý vị biết. Khi vào tu một thời gian, được học kinh điển, thì tôi thấy rằng Đức Phật dạy trong kinh hầu hết đều dạy pháp tu thiền. Rồi chính bản thân Ngài
cũng tu thiền, mà những ngày gần nhất là 49 ngày đêm ngồi dưới cội Bồ Đề tọa thiền, sau đó giác ngộ chứng quả thành Phật. Thì Đức Phật tu như vậy, giáo lý Ngài để lại cũng dạy tu như vậy, mà ngày nay chúng ta không biết thì đó là một cái khuyết điểm quá lớn. Cho nên tôi thao thức muốn làm sao được tu thiền. Cho nên khi về được ở Ấn Quang này, mỗi đêm tôi nhớ Hòa Thượng Giám Đốc Ngài có đóng một cái tủ lưới để ở ngoài cái sân thượng. Tối nào Ngài cũng ra ngồi ở trong cái tủ lưới đó. Tôi đinh ninh rằng Hòa Thượng tu thiền. Cho nên một hôm tôi đảnh lễ, đắp y lên đảnh lễ Hòa Thượng. Tôi thưa rằng bạch Hòa Thượng, con ham mộ tu thiền và thấy Hòa Thượng ngồi thiền mỗi đêm, và xin Hòa Thượng dạy con pháp tu thiền. Thì Hòa Thượng trả lời với tôi rằng, tôi ngồi để niệm Phật chứ không phải tu thiền. Thành ra tôi thất vọng, không biết thưa sao nữa, rút lui. Thì tôi vì tỏ cái thái độ hâm mộ tu thiền, cho nên thầy của chúng tôi là Hòa Thượng Phó Giám Đốc ở đây, Ngài thấy như vậy, một hôm Ngài soạn những sách vở cũ, trong đó có cuốn Lục Diệu Pháp Môn. Ngài nhờ viết chữ Hán mà viết tay, Ngài đem chỉ cho tôi cái thanh từ, muốn tu thiền thì nên đọc cái này kỹ rồi theo đó tu. Thì tôi mới đi theo đó, tôi đọc, và từ đó tôi bắt đầu tập tu. Đó là lý do đầu mà tôi bước chân vào con đường tu thiền, lấy một quyển sách trong nhà Phật gọi là quyển Lục Diệu Pháp Môn của Ngài Trí Giả Đại Sư ở núi Thiên Thai ở Trung Hoa. Nhưng mà trước đó chúng tôi cũng có những cái việc phải trăn trở rất nhiều, là khoảng năm 1956 đến 1958, bởi vì lâu tôi không nhớ kỹ, tôi và thầy Quyền Vi được cử đi giảng ở tại Rạch Giá. Khi xuống Rạch Giá giảng thì chúng tôi giảng, Phật tử nghe cũng đông lắm. Một hôm gần xong giảng một tuần lễ, gần xong thì có một Phật tử nam, năm đó chúng tôi giảng về Phật học phổ thông khóa 2, trong khóa 2 có dạy về cái pháp tu của hàng nhị thừa hay là thanh văn đó. Trong pháp tu đó nào là tứ thiền, bát định, vân vân. Chúng tôi giảng xong thì có một Phật tử rất là nghiêm chỉnh đến quỳ bạch thưa: thưa quý thầy giảng dạy cho chúng con nghe về cái pháp tu của hàng nhị thừa, nào là chứng được tứ thiền, rồi chứng được Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm đến A-la-hán. Nhưng mà thưa quý thầy đã chứng được quả gì rồi? Một câu hỏi làm cho tôi chớ giới, bởi vì mình học để giảng cho mình chưa có tu. Bây giờ hỏi chứng quả gì, tôi đương chớ giới ngồi, thì thầy Quyền Chi ông lẹ miệng, ông cứu. Nói theo thế gian gọi là cứu bồ, phải không? Ông liền đáp thế này: nói người tu thì
tự chứng tự biết. Như cái người uống nước lạnh nóng tự biết, làm sao nói cho đạo hữu nghe được? Thì ông đó thôi không dám hỏi nữa. Nhưng mà tôi rất là khổ tâm, bởi vì mình nói được mà chưa làm được, mà cứ nói hoài. Cho nên kể từ đó thì tôi rất là trăn trở về sự tu hành. Nên sau khi bệnh phổi được lành, quý hòa thượng dạy chúng tôi điều hành cái Phật viện Huệ Nghiêm, thì tôi có xin rằng chúng tôi chỉ dạy một khóa thôi, một khóa để gọi là khóa về phần chuyên môn, gọi là chuyên khoa đó, trung đẳng chuyên khoa, để cho chư tăng chư ni sau khi học cái đó rồi thì có thể đi ra làm Phật sự ít ít, hoặc là trụ trì cũng có thể đủ tư cách. Thì khi đó đồng thời ở tại Phật học viện Nghiêm mở khóa tại đó, và chúng tôi cũng mở luôn khóa ở Dược Sư, thì chúng tôi phải tới lui dạy cả hai nơi một loạt. Thì tôi nghĩ rằng 3 năm dạy lại cho huynh đệ thì tất cả cái gì tôi biết, tôi học được, tôi nói hết rồi. Vì vậy mà tôi nghĩ làm 3 năm đó tôi đủ đền ơn của thầy tổ. Cho nên tôi cố gắng tôi làm cho tròn 3 năm. Từ 64 đến 66, cuối 66 là mãn 3 năm. Thì tôi xin phép quý hòa thượng cho tôi được nghỉ lên núi tu. Thì quý hòa thượng không được vui vì thấy công việc đương bề bộn mà tôi bỏ tôi đi thì không vui. Nhưng mà tôi thưa rằng tôi đã sắp đặt được hòa thượng Bửu Huệ sẽ thay chúng tôi mà duy trì Phật viện Huệ Nghiêm và mở thêm lớp cao đẳng. Do đó cho nên rồi chúng tôi được phép đi ra Vũng Tàu các cái pháp lạc thất để tu. Thì khi ra Vũng Tàu tu, tôi cứ nghĩ rằng tôi băn khoăn đời tu của mình chưa ra gì hết, chỉ có học rồi hiểu chút ít đem ra nói lại cho tăng ni Phật tử nghe. Thì như vậy tất cả cái đó giống như trong kinh Phật dạy, mình là cái người đếm của báo thôi, cứ đếm một ngày rồi về cũng tay không, thân mình không có gì hết. Giống cũng như hiện giờ những vị mà làm trong ngân hàng, sáng vào đếm tiền tới chiều về cũng không có gì. Cho nên tôi nghĩ là phải làm cái gì mình nếm được cái mùi vị do sự tu hành của mình thì mới hài lòng. Vì vậy mà năm 68 tôi cương quyết nhập thất. Vì khi ra thì ở chỗ tôi ở chân không bây giờ là một khu rừng gai góc không, tôi ráng tôi dọn cất được cái thất. Sau khi cất cái thất xong thì tôi cố gắng tạo điều kiện để có người giúp đỡ để mà tu. Thì khi đủ điều kiện thì tôi phát nguyện nhập thất. Mà bởi vì tôi là con người thật thà, thấy sao nói vậy, biết cái gì thì nói thế ấy. Nên tôi nghĩ rằng nếu tôi nhập thất mà không có cái gì mới lạ hơn những cái tôi đang biết, đang học, thì có lẽ rằng tôi sẽ nhập thất luôn tới chết thôi. Bởi vì đời tu của tôi bao nhiêu năm lo hoằng pháp, lo dạy chư tăng chư ni, tới đó cũng tạm đủ với cái công
mà của quý hòa thượng dạy dỗ chúng tôi rồi, thì từ đó về sau dành cho chúng tôi một thời gian tu, nếu không ra gì thì chết luôn cũng tốt, chứ phải có nghĩ thêm cái gì nữa. Cho nên là chúng tôi khi bắt đầu vào thất, chúng tôi tuyên bố cho một ít Phật tử rằng tôi nhập thất kỳ này, không có định ngày, định tháng, chừng nào có cái gì mới lạ thì tôi mở cửa, không là tôi nhập luôn. Nhưng mà rồi cái duyên Phật Pháp đưa đẩy, tôi nhập được 5-6 tháng thì tôi thấy có những cái mới lạ, nó khác hơn cái lúc mình học. Thấy được như vậy thì tôi, cái tật của tôi là không có giấu giếm gì hết, biết tới đâu thì nói tới đó. Mà tôi là thuộc lại nhiệt tình, biết mà không nói được là tôi khổ lắm. Cho nên bao nhiêu năm học giáo lý Phật hay thì tôi giảng khô cổ cho đau phổi thôi. Rồi bây giờ mình nhập thất, mình thấy có những cái hay của trong việc tu hành, chẳng lẽ mình làm thinh? Cho nên là mới có nói là nhập không có định kỳ, mà mới có từ tháng 4 cho tới tháng 10 tôi mở cửa ra thất. Thì như vậy có nhiều thầy nói con bộ ở lâu chịu không nổi. Thì tôi cũng cười thôi, bởi vì sự tu hành mình phải thật thà, biết cái gì thì nói cái ấy, chứ không có nên nói những cái gì quá đáng. Mà nhất là trong nhà Phật dạy cái tội đại vọng ngữ, không được mà nói được, không chính mà nói chính, thì cái đó là đại vọng ngữ. Bởi vậy nên chúng tôi không dám nói gì hết, chúng tôi nói chỉ thấy khác, có cái gì lạ lạ hồi trước kia một chút thôi. Và từ đó chúng tôi mới chuẩn bị thành lập cái thiền viện chân không. Và khi thành lập thiền viện chân không, tôi nghĩ rằng lâu nay người ta nói tu thiền điên, mình tu thiền chưa điên, nhưng mà biết đâu những người tu theo mình nó điên. Cho nên tôi rất là dè dặt. Cái khóa đầu tôi chỉ thâu có 10 người thôi, mà 10 người tôi lựa người nào tôi tin tưởng, bảo đảm chắc ăn đó, tôi mới cho. Như vậy thì 10 người đầu vào tu 3 năm không có điên. Không có điên thì tôi hơi tin thêm chút. Cho nên khóa thứ 2 thì tôi, tức là từ 70 tới 74 tôi mở khóa thứ 2, được thâu lên gấp 3 lần. Đó. Thì từ đó tới giờ cũng chưa thấy ai điên. Thì như vậy tôi mới thấy rằng cái đường lối tu này mà lâu nay chúng ta có cái nơm nớp sợ tu thiền điên, thì cái câu nói đó không phải là sai hẳn. Là vì có những người tu thiền theo ngoại đạo, ví dụ thiền xuất hồn, thiền chuyển luân xa, thiền luyện tinh quá khí, luyện khí quá thành, vân vân, rồi mở khiếu mở quyệt, làm không đúng thì nó điên. Còn thiền của đạo Phật đâu có cái gì lạ mà điên. Như vậy thì tôi mới thấy rằng cái người tu thiền điên là tu sai, tu không đúng với đạo Phật. Còn nếu mà tu thiền đúng với đạo Phật mà điên á, thì chắc ông Phật mình điên trước, phải không? Rồi các tổ điên kế, bây giờ những người điên sao đó. Nhưng mà Phật không điên, tổ không điên, thì tại sao mình tu điên? Thì điên là tại sai, tại bậy. Đó là cái mà tôi đã nghiên cứu kỹ. Vì vậy mà trong khi tôi tu, tôi phải có sách, có kinh ở bên cạnh, cho tôi không bao giờ dám thả lỏng như những người khác. Nhờ có kinh sách đó nên khi tôi thấy cái gì lạ thì tôi khảo liền. Cho nên ở tại cái Vũng Tàu, khi lên tu thì tôi có cái bộ đại tạng kinh, nghĩa là khi nào tôi nghi cái gì tôi khảo, tôi tra để coi thử coi cái sự tu mình như vậy
nó có đúng hay sai. Nhờ vậy mà tôi thấy rằng không có cái gì gọi là điên, mà chẳng những không điên mà lại có những cái lợi hơn. Bởi vì quý vị nhớ, người bị bệnh phổi khá phải nằm bệnh viện 3 tháng, mà sau này hết rồi, nếu mà không khéo thì có thể bệnh trở lại. Mà chúng tôi sau khi hết rồi tới bây giờ, từ năm 64 mãi tới bây giờ thì giảng liên tục, chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, giảng dạy tăng ni luôn mà chưa có đau phổi lại. Thì như vậy thấy nó có một cái gì hơi tốt tốt một chút, làm cho chúng tôi tăng trưởng lòng tin. Mà nhất là khi tôi bắt đầu nhập thất thì tôi bị con mắt bị mọng thịt, cái miếng thịt nó kéo vào gần tới tròng đen. Thì có những vị quen biết, họ biết thuốc, thì họ nói rằng như vậy không khéo một thời gian thì nó phủ cái con ngươi thì có thể mù. Mà tôi nói rằng mình đã nguyện nhập thất, thì chẳng lẽ mới nó nhập thất thì mở cửa đi trị bệnh. Tôi cương quyết rằng mù cho mù, nhất định không. Nhưng mà khi nhập thất rồi, chúng tôi sử dụng theo cái lối tưởng và xoa. Mỗi khi xả thiền tôi xoa rồi tôi đẩy cái phía mọng thịt nó lùi trở lại, tưởng nó tiêu. Cho tới bây giờ con mắt tôi, cái miếng mọng thịt đó cũng còn, nhưng mà nó không có ra nữa. Bởi vì tôi cũng hơi ngại. Trước đó chúng tôi đi giảng ở Trà Vinh, có một hòa thượng già, hòa thượng Long Sơn, hòa thượng bị cái mọng thịt như vậy mà đi cắt 3 lần, cắt xong 3 lần rồi trở lại, cuối cùng hòa thượng mù. Tôi nghĩ chắc cũng có thể tôi mù, nhưng mà nhờ khéo như vậy tới giờ không sao hết. Thì như vậy rằng, để thấy rằng trong khi mình tu, khéo sử dụng cái đường hướng tu cho đúng, rồi mình có thể mình điều trị được một phần nào những cái bệnh hay là những cái nguy hiểm mà nó có thể xảy ra đối với mình, nó không đến nỗi. Như vậy thì cái sự việc của tôi làm nó rõ ràng như vậy. Như vậy thì chúng tôi tu thiền từ cái lòng khao khát buổi đầu, mà nhất là khi tôi bị đau phổi rồi thì tôi nghĩ tôi không thể tụng kinh nổi, cũng không thể niệm Phật được vì ra hơi nhiều, cái phổi nó không ổn. Cho nên nghĩ tu thiền là một phương pháp tiện nhất cho tôi. Vì vậy mà tôi quyết tâm tu thiền. Từ đó đến sau này, nhờ cái tu thiền mà bản thân tôi với cái tuổi này cũng chưa đến nỗi nào tệ, cũng còn đi đứng, còn giảng dạy được. Chứ tôi nghĩ 70 tuổi tôi hết cục cửa rồi. Vì vì con người yếu, đã đau phổi thì đâu có làm gì nổi. Nhưng mà tới bây giờ phổi cũng không sao, mà giảng dạy cũng vẫn được. Thì tôi thấy rằng cái tu nó đem lại nhiều cái kết quả tốt riêng bản thân chúng tôi. Đó là tôi nói dài dòng một chút để cho quý vị hiểu lý do gì mà chúng tôi chủ trương tu thiền. Nhất là cái sốc của Phật tử hỏi thầy đã được cái gì chưa đó, chứng gì chưa đó, cái sốc lớn của tôi. Nhưng khi mà đọc trong kinh Phật, tôi lại thấy một điều nữa là trong đạo Phật dạy 3 cái huệ hay là tuệ, 3 cái tuệ học là văn, tư, tu, là 3 cái môn mà ai vào đạo cũng phải thuộc, cũng phải hiểu. Như văn tuệ là chúng ta học, chúng ta nghe giảng để thâm nhập vào trong tâm thức của mình, thì gọi đó là văn tuệ, nhờ nghe mà mở lần có mắt trí tuệ của mình, cho nên gọi là văn tuệ. Nhưng mà đạo Phật không cho phép chúng ta nghe rồi tin liền, mà phải qua cái suy tư. Suy tư
trầm ngâm suy gẫm cho đến chỗ nào mà chúng ta thấy rằng nó là đúng, nó là sự thật, thì đó mới thừa nhận. Thì đó gọi là tư, tư là suy gẫm. Như vậy thì nghe rồi suy gẫm, suy gẫm đúng rồi thì đến cái giai đoạn thứ ba là ứng dụng, thực hành để tu. Mà chúng tôi lúc trước chỉ được có hai cái à, cái văn và cái tư, mà cái tu chưa có. Cho nên rồi khi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm, thấy một đoạn có một vị Bồ Tát hỏi Ngài Văn Thù, nói thưa Ngài, người học Phật chỉ văn tư là đủ hay là phải tu nữa? Thì Ngài trả lời bằng câu chuyện. Ngài nói rằng nếu có người, như có người đi qua cái sa mạc lớn, nước đem theo uống đã hết, khát nước khô gần cháy cổ, họ muốn tìm một chỗ có nước để lấy uống, nhưng mà không biết ở đâu tìm, bỗng gặp một người đi ngược đường. Khi gặp lại, ông liền hỏi, thưa anh có biết chỗ nào có nước chỉ giùm tôi khát nước quá. Thì cái người khách đi ngược đường đó mới bảo rằng, anh đi thẳng tới ngã ba, rồi anh quanh tay trái, tay phải, quanh tay phải là tới thấy có một cái lùm cây, dưới lùm cây có giếng nước, thì tới đó anh lấy nước uống. Anh nghe anh mừng quá, anh thuộc lòng, đi thẳng tới ngã ba, quanh tay phải có lùm cây, có giếng nước, nghe anh đọc thuộc lòng mà anh không cần đi tới đó. Thì hỏi, anh có giải quyết được cái khát nước khô cổ của anh không? Được không? Như vậy thì trong khi khát nước khô cổ mà muốn giải quyết được á, thì nghe người ta chỉ rồi mình phải cố gắng mình đi. Tức là nghe người ta chỉ rồi mình biết rõ đường, cố gắng đi tới nơi. Tới nơi rồi phải tạo phương tiện, lấy nước từ giếng lên uống thì mới hết khát. Đó. Thì nghe người ta chỉ, đó là văn. Rồi mình đi cho tới nơi, đó là tư. Nhưng mà nếu tới nơi mà không có chịu lấy nước uống thì hết khát hay không? Tức là không thể hết được. Vậy cho nên phải làm sao lấy nước được lên uống thì mới hết khát. Cũng như vậy, chúng ta tu mà chỉ có hai cái đầu, văn tư, còn cái thứ ba không có thì không làm sao cứu được mình. Đó là một cái lẽ thực. Bởi vậy cho nên chúng tôi nghĩ tu là cốt làm sao cho chúng ta phải nếm được cái mùi vị thực của đạo, chứ chúng ta không thể nào chỉ nói thôi. Dù mình nói hay tới đâu cũng là dạy vật cho người ta ăn bánh vẽ thôi, chứ không tới đâu hết. Đó là một cái lẽ thực. Cho nên rồi chúng tôi thiết tha được một thời gian tu, đó là cái sở nguyện của chúng tôi. Như vậy thì cái lý do tu mà chúng tôi cố gắng thực hiện đó là đã kể nãy giờ cho quý vị nghe rồi. Bây giờ chúng tôi muốn nói thẳng cái đề tài để nhắc nhở quý vị hôm nay, là mục đích người tu thiền phải tiến đến hay là nhằm tiến đến. Mục đích của người tu thiền nhằm tiến đến là cái gì? Đó. Bây giờ chúng ta phải làm sao biết, nghe nói tu thiền, giới thiệu tu thiền, bây giờ hỏi tu thiền để rồi mình đạt được cái gì, đến chỗ nào? Đó là cái căn bản mà tôi muốn kể cho quý vị nghe hôm nay. Thực ra cái người tu thiền, dù cho thiền nguyên thủy hay là thiền đại thừa hoặc là thiền tông, cái trọng tâm đều là phản quan tự kỷ. Phản quan tự kỷ tức là phản là
xoay lại, quan là xem xét, tự kỷ là chính mình. Bởi vì tất cả chúng ta, ai cũng như ai, mỗi sự việc gì chúng ta đều nói tôi, nói mình, lo cho tôi ăn, hay lo cho mình ăn, lo cho mình mặc, lo mình có chỗ ở, lo cho mình đủ thứ, cái gì cũng mình hết. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, mình là cái gì? Thì quý vị trả lời phải coi cái gì. Đa số sẽ nói mình là cái thân thể xác này chứ gì, phải không? Nếu mình là cái thân thể xác này thì cái điều đó e rằng không đúng. Tại sao vậy? Bởi vì nếu quý vị nhớ, những người khi hết duyên tắt thở chết, chết chừng đôi ba ngày, mà nếu không có khéo để vào quan tài đậy nắp kín mà để trần trụi ở ngoài, thì dù người đó lúc sinh tiền lập người dễ thương, người đáng quý, mà nếu để như vậy chừng ba ngày đi ngang đó, quý vị nghĩ làm sao? Dám ngó không? Không dám ngó, mà có khi còn bịt mũi nữa, phải không? Như vậy thì cái thể xác này nếu nó là mình á, thì khi chết rồi nó ra cái gì? Lúc đó nó là cái gì? Bởi vậy nhiều khi chúng ta gẫm cho kỹ mới thấy cuộc đời bội bạc làm sao. Khi còn sống khỏe mạnh thì thân mến nhau, tính mình chắc chết hai ba ngày rồi đi tới dám nhìn không? Có ai dám lại nằm gần không? Thì như vậy cũng cái thân đó, tại sao hồi trước lại quý, bây giờ lại khinh? Nếu mình cho cái đó là thân mình á, thì có buồn không? Chỉ là một thây thúi thôi, có gì đâu là quý. Cho nên tất cả chúng ta nếu mà nghiệm xét lại thì mới thấy rằng nếu chấp cái thân này là mình á, là một cái việc chưa đúng là thật. Đó là tôi nói tổng quát. Bây giờ đi từng cái chi tiết. Thí dụ như tôi đưa cái tay lên, tôi nắm lại, thì quý vị gọi cái này là cái gì? Nắm tay. Bây giờ tôi hỏi nắm tay này có thiệt không? Hiện giờ ai cũng thấy, nhưng mà hỏi nó thiệt không? Ngón, năm ngón tay hợp lại, nắm lại gọi là nắm tay. Thì nắm tay nó có đối trước con mắt quý vị, nhưng khi buông năm ngón tay ra thì nó có không? Buông ra thì kiếm nắm tay không có. Thì như vậy cái nắm tay mà chúng ta nói là nắm tay đó chỉ là một giả danh, phải không? Khi năm ngón hợp như vậy thì nắm tay do năm ngón tay hợp, nắm tay chỉ là một giả danh chứ không có thiệt. Ai nói là nắm tay thiệt với chị chịu không? Nhưng mà khi đang nắm tay ai cũng nói thiệt có, phải không? Không có biết rằng nắm tay không thiệt do năm ngón hợp lại. Năm ngón hợp lại thì tạm thí dụ là nhân duyên, nhân duyên tụ lại thì có nắm tay, nhân duyên tan ra tìm không có nắm tay, phải không? Như vậy thì quý vị có thể đồng ý rằng nắm tay không thiệt. Nhưng bây giờ rồi, năm ngón tay thiệt không? Thiệt không? Nếu nắm tay không thiệt thì năm ngón chắc phải thiệt, phải không? Ngón tay thiệt. Bây giờ nếu ngón tay quý vị phân tích rồi, ở trong là xương, những lóng xương,
kế những lóng xương là những sợi dây gân, rồi được thịt, được da nó bao, trong nó có máu, phải không? Chia ra nào là xương, nào là gân, thịt, máu, da, thì còn cái gì là ngón tay nhớ không? Không có luôn, phải không? Như vậy thì nắm tay không thịt, rồi kể cả năm ngón cũng không thịt nữa, thì thân này thịt được không? Vậy mà có ai chịu không thiệt đâu, phải không? Nói cái dỗ nghịch tôi đây không mà không thiệt sao được đó. Như vậy để biết rõ rằng thân này nó không thiệt mà chúng ta cứ nghĩ nó thiệt. Bởi nghĩ nó thiệt cho nên rồi lo sao cho nó ăn ngon, mặc đẹp, ở cho sang, vân vân, cái gì cũng lo cho nó. Lo cho nó rồi một ngày cái nó bại hoại, nó tan rã. Thì như vậy cái lo của mình á, nó có phải là cái công lao duy trì một cái gì vĩnh cửu, hay là lo trong cái tạm bợ? Như vậy thì cả một cuộc đời quý vị nghĩ mình đang lo cho cái gì? Cái tạm bợ. Cái tạm bợ mà sao lại quan trọng vậy? Nếu biết nó là tạm bợ thì không phải quan trọng, còn nếu quan trọng thì phải không tạm bợ. Như vậy thì chúng ta có mê không? Đó là những cái điều mà phải quay lại để tìm cho biết cái đó nó có thật mình hay không. Cho nên trong nhà Phật luôn luôn nói quý vị thuộc lòng kinh Bát Nhã đó, được dạy chiếu kiến ngũ uẩn giải không đó, thì độ nhất thiết khổ ách. Nhưng bây giờ Phật tử mình có chiếu kiến ngũ uẩn giải không không? Gặp khổ ách thì sao? Thì cứ đốt nhang lên chùa lại Phật, cái cầu Phật cho con hết khổ, phải không? Chứ không bao giờ chịu soi thấy thân năm quẩn này không thiệt. Nếu thấy nó không thiệt thì có cái khổ nào quan trọng? Thí dụ có ai đã chửi tôi, khi chửi tôi mà tôi thấy tôi thiệt thì tôi nổi giận. Nếu chửi tôi mà tôi thấy tôi không thiệt thì tôi có giận không? Cái tôi này không thiệt thì cái lời chửi có thiệt đâu mà quan trọng. Thì như vậy có qua được cái khổ đó chưa? À, còn mình nghe chửi nổi giận, nổi nóng lên, cự lộn người ta thì nó khổ. Khổ đó là tại vì chấp mình thiệt. Không thiệt mà tưởng là thiệt thì sao? Thì khổ. Bởi vậy cho nên cầu Phật cứu mà cứu hoài cũng không thấy khổ. Bây giờ chỉ có cái là quán lại rõ ràng thân năm quẩn không thiệt. Mà không thiệt thì chửi cũng là những trò chơi, gió qua tai có gì đâu, khen chê gì gì cũng là trò chơi hết trơn, cười cả ngày không có gì hết. Cho nên tất cả khổ ách đều qua. Còn mà bây giờ khổ không qua là tại thấy mình thiệt. Quý vị thấy rõ ràng. Như vậy thì cái soi xét lại cái thân năm quẩn không thiệt đó, không thiệt đó, có phải là phản quan hay không? À, bởi vì chúng ta hàng ngày mắt tai mũi lưỡi thân ý cứ phóng ra chạy theo sáu trần hay là năm trần, sắc thanh hương vị xúc, cứ chạy theo nó hoài mà quên mình, biết ở ngoài mà không biết mình, mà không biết mình tức là mê. Cho nên Phật dạy tu thiền là để quay lại tìm biết mình. Mà biết mình rồi thì mọi cái sau mình đều biết. Như vậy thì nói sơ một chút thì quý vị đã thấy cái thân này nó chưa hẳn là thiệt rồi, phải không? Mà tôi nói thêm một chút nữa, đây là những cái kinh nghiệm trong lúc tu. Chúng ta nói thân giả, nhiều khi nói giả nó hơi tổng quát quá. Bây giờ tôi hỏi thật quý vị, thân này Phật nói là do đất, nước, gió, lửa, bốn chất hợp thành. Bốn chất cứng là đất, ướt là nước, động là gió, ấm là lửa, hiện có ở trong thân mình. Mà tự nó có rồi gọi là nội tứ đại. Mà nếu không có tứ đại bên ngoài phụ nó thì nó còn không.
Như bây giờ tất cả quý vị đang ngồi, lỗ mũi quý vị làm gì? Làm gì? Thở nghĩa là làm gì? Đó, nghĩa là không khí của trời đất hít vô cái tả ra cái hít vô. Ngồi chơi chứ có chơi đâu, phải không? Làm việc đều đều, hít vô, thở ra, hít vô, thở ra. Thì hít vô là mượn, thở ra là trả. Mượn vô, trả ra, mượn trả. Mà mượn trả đều đều thì sao? Sống. Mà nếu khi nào trả mà không thèm mượn nữa thì sao? Chết à. Như vậy thì mình thiệt thì không mượn, mà mượn thì có thiệt không? Mượn là không thiệt. Bởi vậy cho nên khi trả không mượn lại là chết ngay. Đó là mượn. Mượn cái hơi thở, mượn không khí. Rồi lát mượn gì nữa? Mượn tách nước, phải không? Mượn tách nước vô, rồi sao? À, rồi cũng trả. Đó, mượn vô là trả. Mà nếu mượn vô trả ra mà không mượn lại thì sao? Thì cũng chết. Rồi kế đó sẽ mượn gì nữa? Ít chén cơm hoặc là ổ bánh mì dồn vô, đó là đất, phải không? Dồn vô rồi trả không? Cũng trả. Như vậy mượn rồi trả, trả rồi nếu mà không mượn lại nữa thì sao? Thì chết. Như vậy thì cái thân này nếu là thiệt thì khỏi có vay mượn bên ngoài. Mà đã vay mượn bên ngoài mới còn nói nó thiệt được không? Không có thiệt. Đó. Mà quý vị thấy một cuộc đời chúng ta hạnh phúc ở chỗ nào? Cái gì là hạnh phúc? Câu đó là câu tôi muốn tất cả quý vị nhớ thật kỹ. Hạnh phúc là cái gì? Nếu tôi nói thiệt thì quý vị nghe tầm thường quá. Hạnh phúc của chúng ta là mượn trả được bình yên, được suôn sẻ, phải không? Mượn trả được suôn sẻ là hạnh phúc chứ không có gì hết đó. Bởi vì mượn trả mà trục trặc thì sao? Trục trặc gấp thì phải chở bệnh viện cứu, phải không? Trục trặc muộn thì nằm rồi thở hơi thoi thóp. Như vậy thì cuộc sống mà được bình yên, được hạnh phúc là mượn trả đều đặn và suôn sẻ, đâu đó đàng hoàng. Thì giờ quý vị kiểm được coi tất cả cái chúng ta lo có phải là lo cái mượn trả không? Ngày sáng thức dậy cái kiếm cái gì? Mượn, phải không? Mượn rồi tới trưa xế trả. Như vậy thì cái chỗ, cái đồ mình mượn tốt và cái chỗ mình trả được dễ chịu thì đó phải hạnh phúc rồi, phải không? Chứ còn mượn vô mà không có chỗ trả cũng khổ lắm. Đó, thì quý vị mới thấy cái cuộc đời, sự thực của nó là như vậy. Chứ không phải là cái chuyện ở trên trời, trên mây gì mà người ta không biết sự thực. Rồi trong cái mượn nó lại còn cầu kỳ, phải không? Mượn không khí thì được nói, thì không khí nào thơm thơm chịu, phải không? Cái nào hôi hôi không ưa. Còn mượn nước thì nước lã cũng là đem vô được, nhưng mà không chịu, phải có chua chua ngọt ngọt gì đó. Như vậy thì phải mượn nước cam, rồi cái mượn bánh mì, mượn gạo, mượn cơm, rồi đất thì nó đơn giản, đủ chất thôi, đủ chất dinh dưỡng được rồi, nhưng mà cái gì cho hấp dẫn chút, phải không? Như vậy cả ngày lo cho nó được, vừa với cái lưỡi, vừa với cái mũi, vân vân, mà cực, cứ than cực quá, phải không? Suốt một đời chạy ngược chạy xuôi thì cũng vì cái mượn thôi. Ví dụ giờ khát nước, chỉ cần ly nước lã sạch rồi uống là tốt quá rồi, không có chịu đâu, phải vô quán uống nước cam rồi đó. Đó, như vậy rồi cái than tốn tiền, phải không? Rồi phải chạy làm rồi cực, rồi than sao mà cực quá. Rồi phải tóm lại là chỉ qua cái mượn trả mà chúng ta cầu kỳ một chút thành cực, thành khổ. Như vậy thì
muốn cho bớt cực khổ thì phải biết rõ cái lẽ thực của nó. Đó là để quý vị thấy cái thân này xét cho cùng nó không phải là thiệt mà chúng ta tưởng là thiệt. Bởi vậy cho nên có một thiền sư, tức là ngài tu, tức là thiền sư Duy Tín ở đời Tống, ngài tu rồi ngài có nói một câu như thế này. Ngài nói rằng trước 30 năm tôi thấy núi sông là núi sông, sau gặp thiện hữu tri thức chỉ dạy có chỗ thâm nhập, tôi thấy núi sông không phải là núi sông. Rồi sau 30 năm được chỗ dứt sạch, tôi thấy núi sông là núi sông. Thì bây giờ quý vị là ở chặng nào trong ba chặng đó? Thấy núi sông là núi sông chặng đầu, phải không? Bởi vì thấy cái gì cũng thiệt, thân thiệt, cảnh thiệt, mọi cái đều thiệt hết đó. Nhưng mà khi gặp thiện hữu tri thức chỉ dạy tu hành thì khi đó mới quán sát, mới chiếu soi thấy thân không thiệt. Và thân không thiệt thì cảnh có thiệt không? Cái gì dương hợp thì cái đó đều không thiệt. Mà đã không thiệt mà mình lại tưởng là thiệt thì cái đó gọi là sáng suốt thông minh hay là mê lầm. Như vậy thì quý vị ai nói cái bộ ngu si quá, quý vị có giận không? Mà quý vị có nằm ở trong cái mê lầm đó không? Mà mê lầm thì người ta nói là ngu si, phải quá rồi, phải không? Mà không ai chịu mình ngu hết, chịu mình khôn mà ở trong cái mê lầm đó. Như vậy thì tất cả chúng ta đều sống trong cái mê lầm. Cho nên khi gặp thiện hữu tri thức chỉ dạy phân tích ra để chúng ta thấy nó không thiệt. Mà thấy thân là duyên hợp không thiệt thì cái nhà duyên hợp không thiệt, cái cây duyên hợp cũng không thiệt, tất cả duyên hợp đều không thiệt. Không thiệt mà không phải là không, khi hợp lại là có à, có tạm bợ. Cho nên Phật nói nó là không có thiệt, nó là giả dối. Nếu mình thấy được như vậy mà vị thiền sư này 30 năm thấy rõ thân không thiệt, cảnh không thiệt, thấy như vậy 30 năm, cái sau 30 năm cái ngài được cái chỗ dứt sạch. Tức là 30 năm thấy mình không thiệt, cảnh không thiệt, thì còn cái gì mà luyến, có gì mà dính mắt, cho nên gọi là được chỗ dứt sạch. Thì chừng đó thấy núi sông là núi sông, không còn suy, không còn quán nữa, không còn suy tư, không còn quán chiếu nữa, thì cái nào cũng thiệt. Thiệt mà không phải thiệt như buổi đầu. Thiệt buổi đầu núi sông là núi sông là thiệt trong mê, còn cái sao thấy núi sông là nó như như là tự tại, không còn quán chiếu. Đó, thì cái người tu được như vậy gọi đó là nhập đạo hay là ngộ đạo. Bây giờ tôi dẫn trong kinh, như kinh Kim Cang, quý vị thường nghe, trong đó có một câu Phật dạy rằng: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Là phàm cái gì có hình có tướng đều là giả dối. Nếu thấy cái tướng đó mà không chấp, mà biết nó là hư giả, thì đó là thấy được Phật. Tại sao vậy? Bởi vì mình thấy đúng như lẽ thật thì đó là trí tuệ mình sáng. Mà trí tuệ sáng tức là giác, thì thấy Phật liền, phải không? Như vậy dễ hay khó? Quý vị nghĩ tôi nói thì tưởng như chuyện đâu trên trời trên mây, mà sự thật là rất dễ. Bởi vì thấy thân này thiệt, thấy thân này là giả, thì cách chừng bao xa, khổ công chừng bao nhiêu, chỉ cần quán xét kỹ là thấy chứ gì. Đó, mà mình không chịu quán xét, mình cứ ôm cái mê muội hoài chịu.
Bây giờ quán xét lại thấy nó là hư giả, nó là không thật, thì đó là mình sáng suốt, mình có trí tuệ. Bây giờ quý vị thử thí nghiệm coi, thấy thân mình nó là hư giả, không quan trọng nữa, thì quý vị còn khổ không? Vậy tu là hết khổ đó. Còn cái này quý vị cứ thấy nó thiệt hoài mà muốn hết khổ, chừng nào hết? Không bao giờ hết. Đó là một cái lẽ thực. Cho nên cái người biết tu chỉ cần dùng cái trí quán chiếu đúng như thật thì sẽ bất khổ. Đó, như vậy đó là cái quay lại quán chiếu cái thân này, thấy nó không thực, dương hợp, hư giả, thì đó là cái trí tuệ mình đã sáng. Mà phải quán chiếu luôn luôn vậy, chứ không phải nghe cái rồi bỏ qua. Bỏ qua thì không bao giờ thấy rõ. Nên phản quan là soi sát lại luôn luôn như vậy. Nên trong kinh Bát Nhã quý vị thấy Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn như không, thực hành sâu rồi đó, nó thấy năm uẩn là không, không là không thiệt. Như vậy thì chúng ta thấy rõ Phật dạy mình mỗi đêm. Nhưng bây giờ chúng ta tụng kinh để làm gì? Tụng kinh cho có phước, phải không? Chứ không phải tụng kinh để quán chiếu, để soi lại mình. Chỉ một câu đó mà chúng ta biết chiếu soi lại thì chúng ta thấy khó ngay. Nhưng mà vì tại chúng ta cứ tụng kinh cho có phước thôi, cứ tụng mỗi đêm mà rồi khổ vẫn hoàn khổ. Đó là tại vì không ứng dụng, cũng như có văn mà học có tư, không có tu thì nó không bao giờ thấy khổ được. Đó là cái phần thứ nhất. Như vậy thì quý vị thấy cái thân này không thiệt, biết rõ rồi thì cái gì thiệt? Đó là cái phần thứ hai. Chắc là ai cũng nên tập. Đa số khi không có chấp thân thì tới chấp tâm. Nhưng mà nói tâm á, quý vị biết tâm là gì? Sao gọi là tâm? Bởi vì chúng ta thuộc danh từ nhiều hơn là cái lẽ thịt. Chỉ tâm á, là cái biết. Biết phải, biết quấy, biết hơn, biết thua, vân vân, phải không? Những cái đó người ta gọi là tâm. Như vậy thì cái tâm đó thiệt không? Quý vị kiểm lại coi, thiệt không? Bây giờ tôi thứ tự để chỉ cho quý vị thấy. Cái mà chúng ta gọi là tâm á, là khi khởi nghĩ, nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hay, nghĩ dở, vân vân. Khi khởi nghĩ là tâm tôi nghĩ đó, phải không? Nghĩ vấn đề này, nghĩ vấn đề kia. Khi mình có một vấn đề để suy gẫm thì lúc đó gọi là mình đang, tâm tôi đang suy nghĩ vấn đề này, vấn đề nọ. Như vậy cái suy nghĩ đó phải thiệt mình chưa? Vì cái thân này thì chết nó nhơ bẩn quá, cái đó thì không thấy. Nhưng mà xét kỹ coi nó có phải thiệt không? Tâm suy nghĩ của quý vị, nó là một cái biết thường trực hay là khi có khi không? Tức là có việc gì mới nghĩ, giấy niệm, nghĩ cái đó rồi, cái nghĩ cái kia, nghĩ kia rồi nghĩ cái nọ, nghĩ liền liền. Niệm này sanh, niệm kia diệt liên tục. Mà cái gì sinh diệt liên tục thì cái đó thiệt không? Cũng không thiệt luôn, phải không? Đó là một mặt. Còn mặt thứ hai là cái tâm đang suy nghĩ đó, khi quý vị nhìn lại coi nó ở đâu, nó ra sao, thì nó còn không? Nó mất tâm, mất dạng. Thì như vậy nó là cái bóng thôi, chợt có và tìm lại là mất, cũng không thiệt luôn đó. Rồi khi quý vị có một lúc nào đó hoặc ngồi thiền hoặc niệm Phật mà đến lúc mà nó bạc, không còn nghĩ, không tưởng gì hết, 5 phút, 7 phút, à, lúc đó thì nó ở đâu? Cái nghĩ nó ở đâu? Hoặc ngồi chơi ở ngoài khoảnh vườn,
hoặc là nơi nào rảnh rang ngó trời ngó mây, lúc đó quên nghĩ. Mà khi không có nghĩ thì lúc đó có tâm không? Nếu tâm là mình thì lúc nào nó không có, tức là không có mình rồi, phải không? Vậy đó, mà chúng ta cho cái nghĩ đó là tâm mình thiệt, bởi chấp cái nghĩ là tâm mình thiệt cho nên rồi mình khổ. Mình nghĩ thế này, người khác nghĩ thế kia, hai cái nghĩ không giống nhau thì sao? Thì chống nhau, phải không? Đó. Tất cả những cái khổ từ gia đình tới xã hội đều gốc từ cái bất đồng ý nhau, phải không? Ý kiến không đồng, mà không đồng thì tức là cãi, mà cãi thì có sanh chuyện thì khổ. Như vậy tâm mình nó đã là không thiệt mà mình còn chấp, mình còn cho nó là thiệt, rồi tranh với người khác. Quý vị có thấy từ hồi bé đến giờ, trong tất cả những cái gì quý vị nghĩ đều trúng 100% hết không? Hay là trúng ít mà thật nhiều, phải không? Vậy mà có cái gì nghĩ như thế này, người khác nó không phải như thế kia, cái giận liền, phải không? Đã biết mình nghĩ chứ chắc là đúng, mà tại sao lại cử người ta? Đó là một cái sai lầm rất là đáng thương cho chúng ta. Chúng ta không biết cái đó là cái giả dối, cho nên nhiều khi tôi nói những chuyện nhỏ thôi. Đang ở trên, ngồi trên thác, thấy đằng kia có cụm mây đen chuyển mưa, mà gió thấy có bộ nó ngay lên cái thác của mình, nó kêu mấy chú phơi đồ đem vô để mưa. Khi kêu đem vô, mà nếu chú nào không chịu đem vô cái buồn rồi đó, phải không? Nó không nghe lời mình, nhưng hồi gió tạt nó đi mất tiêu, cái chừng đó có buồn ai. Nghĩa là mình bảo người ta làm, mình nghĩ rằng trúng, mà rồi tới chừng nó tạt cái thôi thôi, mình cũng bẹn lẹn thì bỏ qua, tha thứ liền, không có giận. Còn nếu mình bảo người đó không làm thì ngay đó giận liền. Thì như vậy tất cả cái nghĩ của chúng ta chưa hẳn là đúng, mà chưa đúng mà lại cãi với nhau thì để làm gì? Mà quý vị thấy ở nhà sanh chuyện phiền não với nhau có phải tại cái cãi chưa đúng không? Bây giờ quý vị biết, như trong kinh Phật dạy một câu mà tôi thấy hết sức là hay. Phật dạy rằng người biết tôn trọng chân lý là khi mình nghĩ điều gì chỉ bảo rằng đây là cái nghĩ của tôi thôi, đừng có nói đúng hay sai. Nếu người khác họ nghĩ khác mình mà họ cũng biết đây là cái nghĩ của tôi, mỗi người đều nói cái nghĩ của tôi mà không nói nghĩ như tôi là đúng, nghĩ khác tôi là sai thì có chuyện, phải không? Mình phải trình bày cái thấy cái biết của mình, nhưng mà đừng có bắt người ta phải nhận nó là đúng là sai. Mình cứ nói mình đúng thì người khác nghĩ khác mình thì phải là sai, mà đúng sai thì có cãi lộn. Nên phải tôn trọng chân lý là mình nghĩ chỉ là cái nghĩ của mình, người khác họ nghĩ cũng là cái nghĩ của họ, hai cái nghĩ đó khác nhau nhưng mà chưa có kết thúc. Mà chưa kết thúc thì giận hờn làm gì? Đó là cái người biết tôn trọng chân lý. Mà quý vị có tôn trọng chân lý không? Chắc không ai tôn trọng hết, phải không? Nói thì đòi chân lý mà không tôn trọng chân lý. Cái gì của mình nghĩ cũng là chân lý hết á, là đúng, khác với mình là sai. Do đó mà cứ cãi nhau đủ thứ hết. Như vậy thì cái thân đã không thiệt, bây giờ cái tâm nãy giờ tôi nói thì quý vị thấy thiệt không? Cũng không thiệt luôn. Như vậy thì mình sống bằng cái gì đây? Đó là một vấn đề hết sức là quan trọng. Nếu người tu mà không có tìm ra được cái manh mối này thì thực ra đời tu của mình cũng không kết quả gì. Vậy thân đã không thiệt, tâm mà suy nghĩ của mình cũng không thiệt, thì cái gì là thiệt mình? Quý vị thấy có cái gì thiệt mình không? Thì ở đây tôi mượn những cái lời Phật dạy ở trong Kinh Lăng Nghiêm
sẽ chỉ cho quý vị. Khi Đức Phật muốn chỉ cho ngài A Nan cái tánh thấy, thì ngài liền đưa tay lên hỏi ngài A Nan là ông có thấy không. Ngài A Nan thưa dạ con thấy. Phật để cái tay xuống hỏi ông có thấy không. Ngài A Nan trả lời dạ không thấy. Phật quở đó là ông bị theo cảnh mà quên mình. Thì quý vị xét coi, Phật đưa tay lên thì gọi là thấy, để tay xuống thì gọi là không thấy, phải không? Nhưng mà cái đó là cái sai lầm hết sức lớn. Cái tai là cái cảnh ở ngoài, có nó thì mình thấy có, không nó thì nói không thấy, không có cái tai chứ mình vẫn thấy, thấy cái này trống lỏng, phải không? Chứ mình đâu có mù, phải không? Mà được có cái tai nó thấy, để tai xuống nó không, tức là mình không thấy, mà không thấy mù sao? Quý vị có mù không? Không có, không có thì thấy rõ ràng chỗ này không có cái tai, có cái tai đưa lên, không có cái tai đưa lên, chứ không phải không có cái thấy. Đó, vậy mà chúng ta cứ bị cảnh nó chi phối mình. Đó. Rồi Đức Phật ngài đưa ta lên nắm xẻ. Phật hỏi ngài A Nan, ông thấy thấy tay của ta không? Nó thấy. Nó thấy cái gì? Nó thấy tay Thế Tôn nắm xẻ. Thì Phật mới hỏi, cái tay ta có nắm xẻ mà cái thấy tai của ta, của ông đó, cái thấy của ông có nắm xè không? Có không? À, như vậy thì cảnh, tai là cảnh, cảnh ở ngoài có sanh, có diệt, có đổi thay bốn mùa, còn cái thấy mình lúc nào cũng có, nó đâu có đổi thay. Mà thấy có biết không? Thấy là biết, thì biết tức là tâm đó. Đó. Như vậy thì Phật đưa tay xè nắm. Phật hỏi thấy cái gì? Nó thấy tay Phật xè nắm. Thì hỏi tay của ta xè nắm, mà cái thấy của ông thấy cái tay có xè nắm không? Đó là không động. Như vậy thì có cảnh, không cảnh, cái thấy cũng hiện tiền. Cảnh sinh diệt, biến động, cái thấy cũng vẫn an nhiên, phải không? Đó. Rồi cái kế đó, Phật dùng cái bên bàn tay phóng hào quang xoay bên phải của A Nan, A Nan méo đầu qua, xoay bên trái ngài méo đầu lại, lại quay qua quay lại. Phật hỏi tại sao hôm nay cái đầu ông lắc lư vậy? Thì ông trả lời bạch Thế Tôn, vì con nhìn theo cái hào quang của Phật mà đầu con nó lắc lư. Phật nói như vậy cái đầu ông nhìn theo hào quang mà lắc lơ, cái đầu lắc lơ mà cái thấy ông có lắc lơ không? Có không? À, thì ngài trả lời rằng chỉ cái đầu lắc lơ chứ cái thấy nó không có lắc, không có động. Phật nói cái gì động thì đó là sinh diệt, cái không động thì làm sao sinh diệt được, phải không? Thì quý vị mới thấy ở chúng ta với nhà Phật nói thì chúng ta có hai phần tâm, như Kinh Lăng Nghiêm nói thì tâm vọng tưởng và tâm chân như, hay là tâm chân thật. Tâm vọng tưởng là tâm chân như. Tâm vọng tưởng là cái vọng tưởng phân biệt hiểu biết, cái đó là chợt có chợt không, cho nên vọng là dối, cái tâm là tâm dối. Còn tâm thật hằng biết mà không có vắng bao giờ, mà chúng ta chỉ nhớ cái tâm sinh diệt mà không nhớ cái tâm không sinh diệt, vì vậy mà quên mất mình. Đó, đó là hai cái hình ảnh để cho quý vị thấy cái tánh thấy, cái tánh nghe nó lúc nào cũng hiện tiền. Giả sử mở mắt chúng ta thấy,
nhắm mắt có thấy không? Có người nó nhắm mắt rồi đâu có thấy gì. Thì câu chuyện đó cũng ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Đức Phật hỏi ngài A Nan, hỏi chứ ông ra đường thấy những người mù, gặp những người mù, ông hỏi cho các ông có thấy không? Thì họ trả lời ông sao? Nó thấy tôi đen à. Rồi thì Phật nói nếu thấy tôi đen tức là có thấy. Ngài này không chịu, thấy tôi đen làm sao lại là thấy được. Phật nói ví dụ như cái nhà, trong nhà ban đêm tối, người có mắt khi vào nhà đó người ta tắt đèn hết, thì lúc đó họ thấy cái gì? Nó thấy tối đen. Thì cái thấy tối đen của người có mắt nhìn vào nhà tối với cái thấy tối đen của người mù cũng là thấy tối đen. Thì nếu người có mắt nhìn thấy tối đen gọi là thấy, thì người mù thấy tối đen gọi không thấy được sao? Thấy không? Đó. Như vậy thì dù nhắm mắt mở mắt thì cũng có thấy trời. Nó là mình đang cái thấy nó lúc nào cũng có mặt mà mình quên. Bởi vì khi chúng ta ngủ tưởng như nhắm mắt không thấy, nhưng mà vừa mở cái đèn cái hay liền, phải không? Thì như vậy là nó có, nó nằm đó che lại thôi. Mà lỗ tai cũng vậy à, tức là qua lỗ tai. Thì Phật mới hỏi bảo ngài A Nan, ông bảo ngài La Hầu La vì ông lại đánh cho ít tiếng chuông. Ngài La Hầu La đánh tiếng chuông bon bon. Thì Phật hỏi ngài A Nan, ông có nghe không? Nó dạ nghe. Một hồi tiếng chuông lặng, Phật hỏi ông có nghe không? Nó dạ không nghe. Thì Phật vỡ một phen nữa, nghĩa là có tiếng thì ông gọi là có nghe, giờ không tiếng ông gọi là không nghe. Không nghe sao ông biết không có tiếng, phải không? Nếu không nghe thì không biết gì hết. Mà bây giờ hồi nãy có tiếng, nghe có tiếng, bây giờ không tiếng thì nghe không tiếng, tại sao nó không nghe? Quý vị có cái bệnh đó không? Cái gì mà có tiếng mà thì nói tôi nghe, không có tiếng là tôi không nghe. Không nghe thì tức lúc nó điếc sao? Mà không nghe sao biết không có tiếng? Như vậy thì để thấy rằng chúng ta lệ thuộc về cảnh mà quên mình. Như vậy thì mới thấy rằng cái nghe lúc nào cũng hiện hữu, cho tới khi mà chúng ta ngủ có nghe không? Nếu cái nghe không có thì người ta gõ cửa hoặc kêu tên sao mình giật mình? Nó không có thì nó đi đâu mất rồi, mà nó cũng vẫn hiện hữu. Cho nên có một tiếng động mạnh cái là giật mình, thì đó là nó có. Như vậy thì cái thấy cái nghe lúc nào cũng hiện tiền, mà thấy là biết, nghe là biết. Thì như vậy cái biết đâu có dánh lúc nào. Rồi kể cả mũi, cả lưỡi, cả thân, nó có những cái cảm giác biết rõ mà chúng ta quên. Chúng ta chỉ biết cái biết suy nghĩ là tâm thôi, mà quên cái biết nó hằng hữu. Vì vậy mà bị Phật vỡ, cái đó là chúng ta không có thấy, không có rõ được cái chân thật. Như vậy thì cái gì mà có sanh, có diệt thì cái đó nó mất. Còn cái thấy cái biết mình, cái thấy cái nghe mình nó có sanh diệt không? Có động tĩnh không? Nó luôn luôn như vậy thì làm sao mà nói là sanh diệt được? À, vậy mà mình quên cái thật, chạy theo cái giả, đó là cái mê lầm. Cho nên quý vị thấy chúng ta tu là tu làm sao? Nói tu thiền như chúng tôi thì phải làm sao chinh phục được cái tâm mình đến cái chỗ không còn loạn động, phải không? Được yên định. Mà yên định thì đó mới là đi tới cái chỗ niết bàn. Còn nếu niệm Phật thì phải tới chỗ nào? Nhất tâm, phải không? Nhất tâm thì có cái nghĩ thứ hai không? Đó thì như vậy. Thì đó, như vậy thì để thấy rằng Phật dùng mọi phương tiện để dạy chúng ta
dừng cái tâm loạn tưởng, tâm nó không thiệt. Khi nó dừng được rồi thì cái chân thật nó hiện ra. Thì cái đó là tâm vọng tưởng, thì nó dẫn, nó hướng dẫn chúng ta đi tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì sinh tử. Còn cái tâm vọng tưởng lặng rồi, cái tâm chân thật thì nó không sanh diệt, và không sanh diệt là niết bàn vô sanh, phải không? Thì như vậy nơi mình có sẵn cái sinh diệt và cái không sanh diệt, mà mình cứ sống với cái sanh diệt mà quên cái không sanh diệt, đó là cái đáng buồn. Cho nên Phật dạy đủ phương tiện đều nhắm vào cái chỗ cuối cùng đó, là để cái tâm sanh diệt lặng xuống. Trước chỉ cái thanh không thiệt, sau chỉ cái tâm sanh diệt không thiệt, để chúng ta dừng nó lại, đi tới cái chỗ còn cái chân thật. Như hồi nãy tôi nói, núi sông là núi sông, không dùng quán chiếu, không dùng gì nữa hết, mà nó là như như tự tại. Thì đó là sống được cái tâm không sanh diệt. Mà sống được tâm không sanh diệt thì ngay đời là niết bàn. Cho nên các vị A-la-hán chứng niết bàn đâu phải đợi chết mới chứng. Ngay trong cuộc sống, như ngày Sát Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên vân vân, ngay trong cuộc sống đã chứng niết bàn rồi. Niết bàn là đã sống được cái tâm không sanh diệt. Đó là niết bàn. Mà tâm không sanh diệt thì còn luân hồi sanh tử không? Đâu còn cái động cơ nào đã tạo luân hồi sinh tử. Cho nên nghiệp mà tạo sinh tử là do thân, do miệng và do ý. Ý tức là tâm sinh diệt đó. Mà nếu mà ba cái đó lặng, mà lặng thì động cơ là cái ý. Ý lặng rồi thì cái nghiệp sinh diệt không còn. Mà hết nghiệp thì làm sao sinh tử? Cho nên nó giải thoát sinh tử là khi nào mình hết nghiệp. Còn nếu mình làm được nghiệp thiện thì được sanh cõi lành, làm nghiệp ác thì sanh cõi dữ. Nhưng mà khi nghiệp lành, nghiệp ác, tâm mình đều không còn bận biểu, không còn dính mắc nữa, thì lúc đó sanh ở đâu? Thì Phật gọi là vô sanh. Cho nên có nhiều Phật tử tu chưa có rành hỏi tôi câu này, nói thưa Thầy, con niệm Phật thì chết rồi con về cực lạc, còn mấy thầy tu thiền chết rồi đi đâu? Quý vị nghĩ đi đâu? Thì câu hỏi đó nghe nó có lý, nhưng mà thật là tại chưa hiểu. Vì niết bàn là vô sanh, mà còn đi đâu là còn sanh, phải không? Đó. Thì nhập niết bàn lấy gì mà sanh nữa, hỏi đi đâu? Đó. Đi đâu là còn chỗ sanh, hoặc lên qua trời hoặc xuống địa ngục gì đó. Còn cái này nếu mà mình đã không còn cái tâm sinh tử thì tức là vô sanh, thì niết bàn. Niết bàn thì không còn sinh tử, không nói đi đâu hết đó. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên khi tu rồi chúng ta mới thấy cái giá trị sự thật của lời Phật dạy, chứ còn không thì chúng ta không thấy. Bao nhiêu kinh đó mà tôi nói gần nhất là chỉ cần một cuốn Bát Nhã nhỏ thôi, mà quý vị học, quý vị tu thì thấy cũng là quá hay rồi. Và tới như kinh Lăng Nghiêm, bây giờ tôi dẫn như kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa về cái phẩm mà tính giải đó, các vị đại đệ tử Phật khi mà ngộ được cái lý Phật dạy về tri kiến Phật rồi, các ngài mới trình bày bằng hình ảnh chàng cùng tử, phải không? Thì câu chuyện ai cũng thuộc hết, tôi chỉ cần nhắc lại. Chàng cùng tử bỏ cha ra đi, đây nói cha không nghe nói mẹ, phải không? Đó. Bỏ cha ra đi. Ra đi thì mỗi một khi ra đi rồi càng ngày thì càng khổ, phải không? Đói khát đủ thứ khổ. Rồi khi ông thức tỉnh, ông quay lại tìm trở về gặp cha. Gặp cha thì về hầu được làm thư ký, rồi dần dần cái ông cha ông truyền hết, trao hết sự nghiệp cho. Đại khái câu chuyện là như vậy. Thì như vậy, bỏ cha là cái gì? Cha là ai?
rồi trở về tìm lại cha là ông Trưởng Giả, phải không? Ông Trưởng Giả thì nói là Phật, nhưng mà sự thật đối với Kinh Pháp Hoa, cái lý nó là ông Trưởng Giả là cái tâm bất sanh bất diệt của mình đó. Khi chúng ta quên nó, chúng ta chạy đi là cùng tử bỏ cha. Chạy đi là khổ hay không? Là đủ thứ khổ. Càng đi xa là càng khổ nhiều. Lục đạo luân hồi đi đủ hết. Bây giờ trở về với người cha, trở về cái bất sanh bất diệt đó, thì sao? Thì hết cái đời cùng tử, hết khổ. Mà tất cả cái gì của người cha mình ngày trước mình lãnh đủ, phải không? Thì đó là cái tánh giác sẵn của mình. Mình trở về trọn vẹn rồi thì mình được hoàn toàn là của mình trọn vẹn, chứ không có thiếu cái gì hết. Cho nên sự nghiệp của ông cha giao hết cho con, đó là một cái hình ảnh hết sức là rõ. Cho nên trong nhà thiền, hàng Phật tử thường đọc đó, hay là thường nghe chàng cùng tử này, rồi xét cho kỹ mới thấy nhà Phật dạy hai cái từ là bội trần hiệp giác hay bội giác hiệp trần. Có khi đọc là bối đó. Bội giác hiệp trần đó là cái chàng cùng tử bỏ cha ra đi, rồi bội trần hiệp giác là cái chàng cùng tử trở về gặp lại cha. Bởi vì bội là trái, là xây lưng đó. Ông cha mình ở đây mà mình xây lưng lên kia, mà càng xây lưng thì đi càng ngày càng xa, còn bây giờ biết trở lại thì càng ngày càng gần. Cho nên cái lối phản quang của nhà Phật hay của nhà thiền là dạy chúng ta xoay trở lại. Vì lâu nay chúng ta cứ để cho năm căn mắt tai mũi lưỡi chạy theo năm trần không à, mà chạy theo năm trần tức là càng ngày càng xa cái chân thật, rồi tạo đủ thứ nghiệp luân hồi sinh tử, đó là cùng tử. Bây giờ chúng ta biết cái khổ đi trong luân hồi, bây giờ quay lại không chạy theo sáu trần nữa, để phản chiếu lại mình, tìm cho ra cái chân thật của chính mình. Và chừng nào mình nhận được rồi, tức là chàng cùng tử gặp ông Trưởng Giả, phải không? Liền trao hết sự nghiệp. Vì tánh giác là tánh Phật, tánh Phật sẵn của mình rồi, thì mình trở về nhập vô đó thì tất cả cái diệu dụng sẵn đủ, không có đâu hết. Như vậy người tu thiền là phải nắm cho thật vững cái ý nghĩa đó. Chứ còn nếu mình không hiểu cái đó thì không biết tu thiền tu sao, tu để làm gì, phải không? Có nhiều người cứ nghĩ tu thiền là để được bay đi tinh không rồi đủ thứ chuyện hết, thành nó mơ tưởng cái chuyện kỳ quái. Đây không có gì lạ, là quay lại mình nhận ra nơi mình cái gì là thực, cái gì là giả. Giả biết là giả, thực biết là thực, là mê hay giác. Còn giả mà tưởng là thực là mê hay giác. Thì giờ quý vị kiểm lại mình thì biết mình mê giác rõ ràng, thấy không? Cái thân này nó không phải thiệt mà cứ nói nó thiệt 100%, thì đó là đáng mê. Thành ra giả biết nó là giả, rồi từ cái giả mà mình phân tới cái thật, mà tới cái thật rồi thì đó là mình trở về cái chân thật. Cho nên là quý vị coi, tất cả pháp môn của Phật dạy có pháp nào mà không tới chỗ định không? Đều là phải nhất tâm, đều là phải định thì mới trở về cái chỗ thật. Mà trở về được cái thật thì đó là mình vô sanh, là giải thoát. Cho nên chúng ta thường cứ cầu giải thoát sinh tử, không biết giải thoát đi đâu, phải không? Ngâm tưởng là về cực lạc là giải thoát, không phải, giờ vẫn còn sanh. Cho nên vãng sanh. Còn giải thoát nghĩa là mình biết được những cái hư giả của thân và cái hư giả của tâm, không còn lệ thuộc nó, để sống trở lại cái chân thật. Thì không phải chỉ ngồi thiền mới được, mà phải là có cái
nhìn có cái thấy thấu đáo, đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng thấy tường tận như vậy, thì chúng ta bảo đảm sẽ giải thoát. Như vậy cái giải thoát gần hay xa? Mà cái đó có quá sức của quý vị không? Như vậy thì cái lối tu thiền quý vị kiểm lại, thấy nó có thực tế hay là cái chuyện viễn vông? Ngay nơi mình thấy đúng như thật, đúng như thật về con người, đúng như thật về nội tâm, phải không? Thấy đúng như thật rồi cái gì hư giả mình không lệ thuộc nó, để mình thăng tìm được cái chân thật, là cái đó là cái cứu kính. Như vậy thì cái chuyện đó là cái chuyện ai làm thế cho mình? Thì chính mình làm. Cho nên tu là việc của mình. Nghe không? Phật dạy mình tu thì cái gì Phật dạy mình hiểu rồi ứng dụng, mình phân tìm thì ngày nào đó mình thấy được cái chân thật. Mà thấy được cái chân thật là thấy cái của mình như thế đó. Mà như vậy thì chính cái chân thật đó nó mới không bị sinh tử, thì gọi là giải thoát sinh tử. Cho nên cái giải thoát của Đạo Phật là giải thoát sinh tử. Còn nếu còn niệm, còn vọng tưởng thì còn tạo nghiệp, mà còn tạo nghiệp thì còn sinh tử, không chối đâu được hết. Đó, lẽ thực nó là như vậy. Thì như vậy thì khi tu thiền chúng ta thấy nó hết sức là quan trọng. Người có nhiều người cứ nghĩ mình ngồi thiền, ngồi cứ liêm diêm hoài, ngó xuống đất, cơ bộ buồn, không có hoạt động gì hết, phải không? Cho nên gần đây có những người hay hỏi tôi câu này, nói rằng thầy dạy tu thiền, mà nhất là như ở trên Trúc Lâm, tôi bắt tăng ni ngày đêm ngồi tới 3 thời, mỗi thời tới 2 tiếng đồng hồ, ngồi im liền ngó xuống. Thì người ta nói cái thời này là cái thời thì giờ là vàng là bạc, mà cứ ngồi im liền ngó xuống không làm gì hết, có tiêu cực không? Vì gì nó tiêu cực không? Mà ngày ngồi tới mấy tiếng đồng hồ như vậy mà không làm cái gì hết, thì đó có phải là tiêu cực không? Đó là một vấn đề mà nhiều người hay đặt ra. Thì tôi giải thích bằng cách này. Tôi nói rằng ngày nay khoa học phát minh rất là tinh vi, mà coi như là khoa học vạn năng rồi đó. Đủ thứ cái gì nữa làm chế biến ra cũng là hay, cũng là tuyệt đến. Nhưng mà tất cả cái đó để phục vụ cho cái gì? Cho thân này, phải không? Cho thân này ăn ngon, cho thân này khỏe, cho thân này sung sướng, cho thân này đi mau, vân vân. Tất cả phục vụ cho thân. Mà thân là một cái mai mốt nó tàn nát. Như vậy thì khoa học tìm kiếm những cái bên ngoài vật chất để phục vụ cho cái thân vật chất. Mà mỗi khi khoa học phát minh được cái gì người ta khen nức nở, phải không? Đó. Mà những cái đó là được kết quả thành công rồi để phục vụ cho cái tạm bợ. Còn những nhà tu thiền ngồi im lặng, im lặng là để làm gì? Để phân tìm cho ra cái gì là thật con người, cái gì là thật mình. Như vậy thì nếu chúng ta biết ở ngoài, biết hết cả vũ trụ mà không biết mình thì cái đó thực tế không? Còn ngồi im lặng để tìm ra mình, biết thật con người mình thì cái đó thực tế không? Mà phát minh được những cái nhỏ ở ngoài là những cái giúp đỡ cho cái tạm bợ, mà cho đó là quan trọng. Còn nếu phát minh được cái chân thật của mình, chỉ cho mọi người cái chân thật của mình bất sanh bất diệt, thì cái đó quan trọng không?
cái nào quan trọng hơn? Như vậy tại sao các nhà bác học giam mình ở trong phòng kín nghiền ngẫm thì cho đó là tích cực, còn thân ngồi ở trong thiền đường im lặng để tìm ra con người đó là tiêu cực, thì đúng không? Đó, cái đó chúng ta phải thấy tường tận thì mới yên lòng vững chí mà tu. Chứ nhiều khi biết không tới đâu thì nghe ta nói cái nó ủa mình tiêu cực quá, cái cả đời chưa tìm ra được cái gì. Thực ra điểm cái đó quá tối quan trọng. Nên tôi nói rằng, tôi ví dụ như có người hỏi chuyện Âu Mỹ hay Châu Âu, Đông Âu gì, hỏi đâu biết hết. Nhưng mà hỏi anh trong nhà còn gạo hay hết gạo, nó không biết. Thì người đó thực tế không? Thực tế là người biết ngay trong nhà mình, nó có, nó còn, nó hết, nó ra sao. Còn là biết tất cả thiên hạ ngoài không biết mình thì chuyện đó chưa phải là thực tế. Cho nên cái việc làm của người tu thiền là một việc làm hết sức là thực tế. Mình nói vậy không có nghĩa là mình phủ nhận cái công của khoa học, nhưng mà được vừa là tìm lại mình, vừa biết hết bên ngoài thì hay biết mấy, phải không? Cho nên cái thời khoa học nó tiến chừng nào thì cái tu hành của mình phải cho nó vươn lên, để người ta thấy rằng tất cả cái gì ở ngoài chúng ta biết thì chúng ta trước phải biết mình. Biết mình rồi biết ở ngoài thì lợi vô cùng. Còn nếu biết ở ngoài không thì cứ giành giật với nhau, của cái giành giật nhau, những cái khoa học kỹ thuật mới phát minh tranh với nhau, giành với nhau, rốt cuộc là đi tới đâu? Tới đập lộn nhau chết, phải không? Đó, ví dụ như chế được những cái thứ, những cái phát minh được những cái gì hay, rồi bên cạnh đó lại có những cái là dở. Ví dụ bên này thì chế biến xe cộ, máy bay rồi giúp cho người ta đi nhanh, rồi bên nọ thì chế ra bom nguyên tử để tiêu diệt người ta, phải không? Đó, bởi vì nó chỉ về vật chất thì nó không có cái cùng. Còn nếu biết được mình có cái thật rồi thì tất cả cái kia mình coi thường thì đâu có giành giật với nhau, và từ đó làm cho tâm người ta an bình lại. Vì vậy mà tôi thường nói khoa học càng tiến thì đúng ra Phật học của mình phải chạy theo cho kịp, để dừng vết cái nguy hiểm của cuộc đời. Chứ còn bây giờ nếu mà mình không có thấy rõ cái chỗ quan trọng đó thì tức là cái người tu của mình không thể cứu được nhân loại. Có người nào thấy thân là giả thì còn có chế biến đồ giết người nữa không? Thì bởi vì họ thấy thiệt cho nên họ mới dành cái này dành cái kia. Đó là một cái điều hết sức là thiết thực. Cho nên chúng tôi thấy tu thiền là một cái đường lối tu hết sức là cái căn bản từ Đức Phật cho tới sau này, mà nó cũng là một vấn đề then chốt để đem nhân loại tới cái chỗ biết rõ mình, thì không còn những cái gian, cái ác, không còn những cái tâm mà thù oán ghét bỏ nhau. Chứ còn không biết được mình thì thôi, không có làm sao thoát được mấy cái đó. Như vậy thì mới thấy rằng Phật giáo nó có một cái khả năng cứu chúng sinh, mà tại vì chúng ta chưa khai thác được, chưa làm đến nơi đến chốn. Như vậy thì cái mục đích của người tu thiền nhắm đến, tôi nói nãy giờ quý vị nghe hiểu chưa? Hiểu mà có hành được không? Thôi giờ muốn hành được thì tôi giới thiệu, đây là cuốn thiền căn bản chúng tôi soạn lúc mà chúng tôi bắt đầu tu. Bởi vì nếu chúng ta tu thiền mà không có nắm vững những cái công thức, những nguyên tắc đầu á, thì dễ bị lệch, dễ bị sai lắm. Mà sai có khi sanh ra bệnh hoạn. Vì vậy mà chúng tôi ban đầu đã soạn ra cuốn thiền căn bản, rồi chúng tôi ứng dụng tu, rồi từ đó tiến dần lên. Thì chúng tôi mỗi tháng sẽ về đây một buổi chiều thứ bảy, tức là chiều thứ bảy của ngày cuối tháng, Chủ nhật,
tôi giảng ở Thường Chiếu, thì chiều thứ bảy tôi về đây để hướng dẫn quý vị từ những cuốn tu thiền căn bản này, để cho quý vị biết rõ, lần lần mình tiến lên, đi từng bước, chúng tôi không dám cho quý vị đi nhanh. Như vậy thì coi như kể từ đây về sau, mỗi tháng chiều thứ bảy cuối tháng tôi sẽ về giảng cho quý vị trong cái cuốn này. Bữa nay là chỉ là mở màn thôi, chứ chưa có giảng. Vậy thì tới đây chúng tôi xin tạm ngưng. Tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.